Có hát thường không? Tình bắt hai tình bắt mà nó ngồi hát rồi không nè, nó cùng bây giờ không xài như bán bỏ đi. Điện vô. Bên đây thì nó qua được mà nó không nghe tiếng tâm thế em luôn. Ủa là kêu mấy cái mất tiêu rồi. Cái sáng vừa xào lại cái em ghim tức quá. Ủa ghê vậy. Bà hôm nó có hù không? Không. Có bà hôm đang hát á, tự nhiên hồi hát cũng cả nửa tiếng cái nó tăng 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 lại trong trống sèn sèn giống như là lấy cái đồ đánh vô nó dung vậy đó. Sèn sèn gì vậy vậy? Tiếng kêu gì hay sao? Không, kêu sèn sèn cho mình lấy cái đồ mình để nó vô đánh vô nó dung vậy đó. Như tả như bữa nay các con nghe cái lạ lạ không vậy? Khác hơn không? Mày go có mở không? Còn mấy cái go nó tắt hết chưa? Vô thì không bị ha. Sao nhiều cá mình sao lạ quá vậy? Chắc lớn lên. Đó, ráng vô tầm này. Lúc bị lúc không. Có ai làm gì không? Nhiễu không rồi mà. Em chỉ lâu ra lâu vô bị ha. Có nói điện với điện thoại ra cho nó lên nhạc đấy con nghe gì sao hả? Kết nối điện thoại ra nhạc ấy. Cho nó lên này. Giờ mở lên nó hát không? Mà hôm bắt nó không nghe kêu gì luôn. Không kêu, em nghe gì luôn hả? Ừ, nó em ghé luôn. Mà kết nối vô không? Thấy nó vô không? Nó vô, âm thanh kết nối vô đàng hoàng. Nhưng mà nó không lên một cái tự động gì. Không có tiếng động luôn. Em nói em. Nó bắt... không, ở đây em lo y chang vậy luôn á. Không có cái gì cho em tức bắt, muốn bắt nhạc tết lo, nhạc tết lo. Tết lo sao? Gói nhạc tết lo. Em có biết cái lo sao đâu. Này anh bấm đi em có biết đâu. Nhạc tết lo bạn hôm bác không bắt ca nhà bán chơi bác không được luôn em ghê rồi tính nó ca thử hả? Hả ca thử cũng không được hả? Ủa vô có nhạc có tiếng rồi nè. Ờ hồi khùng hồi nó hù hù nãy nha anh thấy không vậy đó tào lao vậy đó hậu bị gì nó chạm cái gì á. Bom đi con. À, không,
kiểu vậy luôn rồi. Hát ầm ầm gì đây mà không biết bị gì. Kỹ trời. Mà nó có nghe tiếng hù hù nãy không vậy? Rồi tiên mở lên đó không à? Sao bữa nay tôi mở lên thấy nghe vậy bây giờ không tiêu rồi. Em nói nó mất cái gì chẳng á. Ngồi lắm. Anh coi cái nó bị giống vậy. Bị gì không biết đường đâu mà sửa. Giờ đã hát nó chạy rồi nè. Mới vừa mở gà ở đây. Ở trong này thì có cái bo Bluetooth nè. Bo bảy, cái bo Migo chứ. Bo Migo, hai sợi dây, bạc chép, nguyên cái em ly gì đây. Thấy ở trong, ở ngoài dòm vô là thấy đơn giản rồi nè. Xài nhôm u có mấy con đê gì là trời ơi. Tăng phô nguồn này, tăng phô nguồn này có 15 ampe gì à. Thấy ở ngoài dòm vô thấy đi, mở ra trong vô coi chính xác ở trong luôn. Bên này cho chủ nhà dòm thấy cái dàn đồ này luôn nè. Mở bên trong ra nè, xài là nhôm nè, nhôm u 1D, 2D, 3D, 4D. Vậy là mặt dưới 4D là 8D. Vậy là một kênh là 8D. Đó, bên đây kênh cũng 8D nữa. Xài xe mặt dán hả? Rồi, linh kiện dán. Nguồn 15 đến 18 ampe à. Xài có 4 tụ à. Ở đây còn trống có 2 con tụ nữa nè. Bị gì là không hay bị gạt á? Nó gạt nữa nè, cái này nó gạt nữa. Này còn này nữa, 2 con tụ này là 4, còn 4 tụ không chịu gắn 4 tụ ta vô nữa nè. Ăn da gáp ăn da nữa nè. Trời ơi, một kênh đi có 8 mình đê à. Nè, không biết cái dàn lo ở trong này con bao nhiêu chưa biết nữa. Quá trời luôn, mà dàn đồ là 22 triệu đó hả? Gì đó trời. Hello. Chết luôn rồi. Cái người chị lãnh tài khoản. Cảm ơn em. Bị bây giờ nó ngắt luôn hả? Nó ngắt luôn, không ra lời, không âm thanh luôn. Không có nguyên nhân bị gì đâu, có gờ le bảo vệ nè. Cái có ổ điện nữa đó. Ổ điện này gần nó thử coi. Quá đơn giản luôn. Nguyên con này mà 20 mấy triệu nè. Cái gì? Giờ gáp vô. Đem về cửa hàng xử lý tiếp. Tại chỗ không làm gì được hết. Gấp vô kinh đem về tiệm.